Giờ mình bắt đầu luôn ha anh Minh ha. À, dạ rồi, à, cảm ơn Tùng. À, dạ kính thưa quý thầy cô và các anh chị thì theo cái lịch thì chiều hôm nay 14 giờ mình sẽ có bài vật lý trị liệu hô hấp cho bệnh nhân COVID-19 thì dưới cái sự trình bày của thạc sĩ Nguyễn Ngọc Minh, bộ môn kỹ thuật phục hồi chức năng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, xin mời thạc sĩ Minh trình bày ạ. Dạ rồi, à, cảm ơn Tùng. À, em xin chào tất cả mọi người, quý thầy cô, quý anh chị, đồng nghiệp. À, hôm nay thì em sẽ trình bày cho mọi người một số cái phương pháp tập luyện cũng như là những cái khái niệm phía sau nó để giúp cho các anh chị thứ nhất là có thể tự tập luyện để bảo vệ sức khỏe của mình, thứ hai là nếu mà chúng ta có là công tác làm việc tại những bệnh viện dã chiến thì chúng ta có thể dùng những cái bài tập này để chúng ta hướng dẫn cho bệnh nhân của chúng ta, người bệnh chúng ta để họ có một cái cơ thể chất tốt hơn. Thì đây là những cái kỹ thuật mà em đã hướng dẫn cho sinh viên em thực hiện trên bệnh nhân tại bệnh viện nhiệt đới, và bước đầu thì cho thấy rằng là ở một số bệnh nhân mà F0 với triệu chứng tương đối không nặng lắm, chẳng hạn như là phải thở oxy từ 5 đến 7 lít, hay là phải thở cannula hay là túi oxy, hoặc là một số thở HFNC, thì những cái bài tập này giúp cho họ hô hấp tốt hơn. Và đương nhiên là mình không thể nói rằng là cai được oxy có phải nhờ cái những phương pháp này hay không, nhưng mà có một cái bước đầu thì cho thấy rằng là nó có vẻ là nó có hiệu quả trong cái việc mà hỗ trợ cho bệnh nhân nâng cao cái thể trạng và cai được cái oxy và giảm được cái tình trạng đó là nhập vào ICU. Thì đây là một cái bước đầu, đương nhiên là nó chỉ là những cái đánh giá rất là thô sơ và nó chưa phải là một cái nghiên cứu học, nhưng mà hy vọng là nó sẽ giúp được mọi người. Như vậy thì cái can thiệp của phục hồi chức năng và vật lý trị liệu thì trong những cái giai đoạn nào thì chúng ta sẽ thấy rằng là phục hồi chức năng sẽ có vai trò trong cả bốn cái giai đoạn, đó là giai đoạn tiền F0, có nghĩa là những cái bệnh nhân mà chưa có mắc phải COVID, F0 có triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng, F0 phải thở oxy và HFNC, và hoặc là F0 và thở máy. Như vậy thì đầu tiên đối với những cái người mà chưa có cái vấn đề liên quan đến nhiễm COVID thì tại sao vật lý trị liệu và phục hồi chức năng lại quan trọng? Đó thứ nhất, đó là người ta thấy rằng một cái nghiên cứu hoàn cứu trên một cái dân số rất là lớn thì cho thấy rằng là những cái người mà có cái thể trạng tốt hơn thì cái tỷ lệ nhập viện cũng như là tỷ lệ nhập ICU hay là tỷ lệ tử vong của họ thì thấp hơn. Chẳng hạn như là các anh chị thấy ở đây là cái tỷ lệ nhập viện, thì cứ cái cột mà nó càng cao là cái tỷ lệ nhập viện càng lớn, thì nó tương ứng với cái mức độ hoạt động thể chất của người đó thấp hơn. Một cái nghiên cứu khác thì người ta cũng thấy rằng là cái thể trạng, cái fitness hoặc là cái muscle strength, là cái lực cơ của một cái người nào đó, thì nó cũng có thể là ảnh hưởng đến cái nguy cơ nhập viện cũng như là nguy cơ và những cái triệu chứng nặng của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây cả hai cái sơ đồ thì cho chúng ta thấy là nếu như thể trạng chúng ta khỏe và sức cơ chúng ta tốt thì tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ nhập ICU và tỷ lệ tử vong khi chúng ta mắc chẳng may mắc phải nhiễm phải COVID thì nó sẽ giảm đi rất rất là nhiều. Chúng ta cứ nên chúng ta thể thấy rằng là tập luyện thể chất và sức mạnh cơ nó giống như là một cái vaccine tự nhiên mà có lẽ là chúng ta đang bỏ qua trong cái giai đoạn này. Chúng ta nói nhiều về vaccine thì các anh chị có thể tưởng tượng như là chúng ta có một cái thanh nguy cơ ở đây. Nếu như chúng ta bị nhiễm COVID, cái tình trạng tệ nhất đó là chúng ta sẽ tử vong. Cái tình trạng sung sướng nhất đó là chúng ta an toàn và không có bị nhiễm. Thì khi mà chúng ta chích vaccine vào thì cái mũi tên này nó sẽ dịch chuyển về phía an toàn, và không khi nào mà nó dịch chuyển hoàn toàn về phía an toàn rồi, nó sẽ dịch chuyển càng gần nhất có thể thôi, và tùy theo mỗi thể trạng của mỗi người nữa. Vậy thì nếu như em lấy ví dụ như là cái mũi tên này sau chích một mũi thì nó dịch về đây, chích hai mũi thì nó dịch về đây. Nếu như chúng ta có thêm được cái thể trạng tốt và sẽ cứ sức cơ tốt thì cái mũi tên này nó sẽ dịch chuyển về cái phía an toàn, càng gần về phía an toàn. Vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái việc mà hướng dẫn người khỏe mạnh chưa bị nhiễm COVID nâng cao thể trạng thì nó sẽ có cái vai trò rất là lớn trong cái việc mà hạn chế tỷ lệ nhập viện, hạn chế tỷ lệ nhập ICU và hạn chế tỷ lệ tử vong. Và cái việc mà hạn chế tỷ lệ nhập viện, nếu như cái người đó mà mắc phải COVID thì nó sẽ làm giảm tải lên bệnh viện của chúng ta rất rất là nhiều. Nên hiện tại tất cả các quốc gia phương Tây họ đang cân nhắc về cái vấn đề đó là thể trạng của người dân
trong những cái đợt đại dịch sắp tới, và nên họ có đã bắt đầu có được những cái chiến lược mà chúng ta họ nghĩ rằng là họ phải làm sao để nâng cao cái thể trạng của người bệnh lên, tạo ra một cái vaccine tự nhiên trước cái đã, để mà đến mà đại dịch thì họ sẽ có thể đối phó một cách dễ dàng hơn. Thì đối với những người chưa bị nhiễm thì chúng ta nên khuyến cáo họ là tập thể chất và tập mạnh sức cơ. Như thì tập thể chất và tập mạnh sức cơ thì khuyến cáo của WHO là 30 phút một ngày và tối thiểu là 150 phút một tuần. Thì đó là cái mà chúng ta có thể nhớ để chúng ta khuyến cáo cho người bệnh chúng ta, hoặc là chúng ta áp dụng cho cái việc chăm sóc và nâng cao thể lực của mỗi người, mỗi bản thân của chúng ta. Như vậy thì F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì thường thường thì vật lý trị liệu không có làm gì cả gì, mà chỉ là theo dõi thôi. Tuy nhiên có mà em có làm việc với một số anh chị ở bệnh viện dã chiến thì họ có hỏi em là họ nói là thật ra là bệnh nhân cũng không có gì đâu Minh, nhưng mà tại vì họ sợ nên đâm ra là họ hay có bị khó thở lắm. Như vậy thì mình làm gì? Thì thật ra lúc đó là mình chỉ cố gắng là mình trấn an người bệnh để họ thở một cách tốt hơn thôi. Và kinh nghiệm của em thì em nói là thôi bây giờ mình chỉ cho bệnh nhân này thở những cái bài tập thở, chẳng hạn như thở cơ hoành, thở ngực cơ hợp tay, thì không biết là do hiệu ứng giả dược hay là thật sự là hiệu ứng về mặt sinh lý, thì những bệnh nhân sau khi tập khoảng 3 đến 5 phút thì họ thấy ra là họ dễ thở hơn. Em thì em đoán nhiều đến cái vấn đề liên quan đến giả dược, liên quan đến tâm lý mà thôi. Vậy thì đối với những bệnh nhân này thì không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ thì có thể là tập và tập những bài tập hô hấp như hay như thở cơ hoành, thở ngực kết hợp tai hoặc là thở mí môi, thì lát em sẽ có chia sẻ cái cách thực hiện những cái bài tập thở này. Và đối với những bệnh nhân này thì em cũng khuyến khích họ là họ có thể tập luyện thể chất tại phòng, chẳng hạn như là đứng lên ngồi xuống, squat, mini squat, hay là đi bộ tại chỗ, hay là những cái bài tập nào mà có thể gắng sức và tăng thể trạng của họ đều được khuyến khích ở nhóm đối tượng này. Rồi vậy thì đối với F0 mà triệu chứng nặng hoặc là thở oxy và HFNC thì như thế nào? Họ có một cái vấn đề đó là ở những bệnh nhân này thì họ rất rất dễ tụt SpO2 và họ có cái hội chứng mà người ta nhận thấy rằng là nó là cái hội chứng rất đặc biệt ở bệnh nhân COVID, đó là hội chứng Happy Hypoxemia, đó là hội chứng giảm oxy trong máu hạnh phúc. Nghĩa là bình thường anh chị thì mình chỉ cần giảm SpO2 dưới 90% là mình thấy bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện lâm sàng rồi. Tuy nhiên ở bệnh nhân này thì đôi khi họ sẽ không có những cái biểu hiện lâm sàng rầm rộ. Một số cái y văn và một số kinh nghiệm mà em được trao đổi với bác sĩ bên bệnh viện nhiệt đới thì một số ca thậm chí SpO2 chỉ có 80 thôi mà họ vẫn phơ phớ, họ vẫn cảm thấy không có vấn đề gì cả. Nên nó dẫn đến những cái tình trạng mà rất là đáng tiếc. Tại vì bệnh nhân cảm thấy là họ không có khó thở nên họ hay gỡ cái HFNC hoặc là gỡ cái ống oxy các anh chị, cái để họ đi vệ sinh. Thì sau khi đi vệ sinh vô là tụt SpO2 và phải đặt lại và phải đặt nằm sấp rất là lâu để mà kéo SpO2 lên. Thì đây là một cái chuyện rất hay xảy ra ở bên bệnh viện nhiệt đới trước đây. Và bác sĩ thì cũng nói liên tục, các anh chị điều dưỡng cũng nói liên tục, và hiện tại các bạn vật lý trị liệu anh bệnh khi mà tập bệnh nhân cũng nói liên tục là không có được gỡ cái HFNC ra, không có được gỡ cái ống thở ra, gỡ ống thở ra là chết nha, cứ nói vậy suốt. Nhưng mà bệnh nhân nhiều khi họ cũng cảm thấy là họ không có cái biểu hiện rõ ràng đó chị, nên họ không có tuân theo nhiều lắm. Một cái nữa là đôi khi nó bị xông sên, bị xích xúc cái ống ra, nên đây là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý, rất dễ tụt SpO2. Nên phải nếu mà chúng ta làm việc với bệnh nhân này thì chúng ta phải lặp đi lặp lại cái chuyện đó là đeo cái ống thở là một cái chuyện quan trọng, rất rất quan trọng. Khi mà tập luyện thì tránh gặp, tránh xúc ống thở, hoặc là khi vận động di chuyển trên giường hay gì đó thì phải tránh những cái này. Và bởi vì nó rất là dễ tụt SpO2 nên chúng ta phải đánh giá thường xuyên và liên tục. Đặc biệt là ở bệnh viện dã chiến thì em có biết rằng là có rất rất nhiều trường hợp buổi sáng họ rất là tỉnh táo, buổi chiều trong một cái tắc nào đó họ có bị tụt SpO2 rất là dữ dội, và lúc đó chúng ta can thiệp gần không kịp, nên chúng ta phải lưu ý cái này. Vậy thì mục tiêu của cái giai đoạn này đó là duy trì hoặc là cai oxy càng sớm càng tốt, để tránh và giảm nguy cơ đặt máy thở. Thì người ta thấy rằng là nếu như chúng ta đặt máy thở, em không biết cái con số chính xác bây giờ là như thế nào, nhưng mà cách đây khoảng mấy tháng thì em có đọc một cái nghiên cứu là cái tỷ lệ tử vong khi mà chúng ta sử dụng máy thở nó là khoảng từ 30 đến 40%.
có nghĩa là nó khá là cao, nên việc chúng ta tránh đặt máy thở sẽ là một cái chuyện rất rất là quan trọng và giảm được cái tỷ lệ tử vong rất là nhiều. Và duy trì thể trạng và sức cơ cũng rất là quan trọng luôn. Một số bệnh nhân hiện tại đang bên bệnh viện nhiệt đới và các bạn vật lý trị liệu đang hướng dẫn tập luyện bên bạn thì cho thấy rằng là sau khi tập luyện xong từ 1 đến 2 ngày thì họ cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu, và cái có vẻ như mình đương nhiên là mình phải dựa vào rất rất nhiều yếu tố, nhưng mà có vẻ như là vật lý trị liệu hỗ trợ được một phần nào đó để mà giảm cái tình trạng khó thở và giúp cho họ cao oxy dễ hơn. Mình chưa có đánh giá khoa học các anh chị, nhưng mà một số nghiên cứu trên thế giới cũng đã cho thấy rằng là vật lý trị liệu có những cái lợi ích mà tương tự như vậy. Như vậy thì những cái can thiệp mà chúng ta thể làm cho cái nhóm bệnh nhân này đó là nằm sấp, những cái bài tập tăng VC, những cái bài tập mạnh cơ hô hấp và các bài tập mạnh cái cơ ở chi thể, ở tay hoặc là ở chân. Vậy thì đây là tư thế nằm sấp. Tư thế nằm sấp thì chúng ta thường á, nó cũng tùy thuộc đó, thì một số cái nghiên cứu họ thấy rằng là đối với một số bệnh nhân mà nằm máy thở á, thì cái thời gian nằm sấp này á, nó phải kéo dài ít nhất là 14 tiếng một ngày thì nó mới có cái tác dụng. Tuy nhiên đối với một số bệnh nhân mà vẫn còn tỉnh táo, chỉ thở HFNC hoặc là ở oxy lưu lượng cao như thế, thì khi mà có tụ SpO2 thì người ta thấy là chỉ cần nằm sấp trong vòng khoảng từ 5 phút thì đã cho thấy là những cái dấu hiệu bắt đầu để mà cải thiện cái SpO2 rồi. Vì vậy nằm sấp được là xem là một cái chiến lược khá là phù hợp trong cái bối cảnh hiện nay của chúng ta. Một cái khác là tăng VC. Tăng VC có nghĩa là tăng cái dung tích sống của phổi. Thì chúng ta có những cái thở mí môi, thở cơ hoành, thở ngực kết hợp tai, thở với phế dung kế, tập mạnh cơ hít ra vào, và có một cái gọi là fan therapy. Như vậy thì lát em sẽ mở camera, em sẽ mở camera để lát em hướng dẫn mọi người. Như vậy thì đó là tăng VC. Thì tại sao em không có nói sâu về cái bệnh sinh của COVID ở đây, nhưng đại khái chúng ta sẽ hiểu đơn giản nôm na là đối với bệnh nhân COVID thì họ rất là dễ tụt oxy, và bởi vì cái khả năng trao đổi oxy giữa của cái mao mạch ở phế nang á, nó bị giảm vì một số cái lý do nào đó, nên cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ dùng á, để chúng ta tập luyện cho bản thân mình và là cho bệnh nhân, đó là chúng ta sẽ hít sâu vừa phải và giữ hơi thở lại từ 3 đến 5 giây rồi sau đó thở ra nhẹ nhàng, thả lỏng. Như vậy thì cái quan trọng nhất của chúng ta đó là giữ hơi thở từ 3 đến 5 giây. Tại sao lại phải giữ hơi thở từ 3 đến 5 giây ạ? Tại vì chúng ta khi là chúng ta hít vào thì tại vì cái khả năng trao đổi oxy nó bị giảm đi, nên khi chúng ta hít vào, chúng ta giữ đó, có nghĩa là chúng ta làm cho cái phổi chúng ta nó không có đẩy khí ra ngoài liền, nó kéo dài cái thời gian chúng ta dùng để chúng ta trao đổi oxy. Thì như vậy thì chúng ta hy vọng rằng là chúng ta sẽ không giúp cho trao đổi oxy của bệnh nhân tốt hơn. Nên các khuyến cáo hiện tại trên thế giới thì người ta nói là nên giữ hơi thở là từ 3 đến 5 giây. Tại sao lại là 3 đến 5 giây mà không phải là nhiều hơn? Tại vì nó phụ thuộc vô cái khả năng chịu đựng của người bệnh đó chị. Một số người bệnh họ sẽ không có khả năng chịu nín thở lâu được đâu ạ. Và tại sao là 5 giây? Thì tại vì người ta thấy rằng là một số nghiên cứu cho thấy rằng là nếu mà chúng ta nín thở mà 5 giây mà gồng dữ quá đó thì nó có nguy cơ nó tăng huyết áp. Nên đó là lý do tại sao người ta thì khuyến cáo là giữ từ 3 đến 5 giây. Đương nhiên là vẫn sẽ phải phụ thuộc vào cái khả năng của người bệnh đó. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có những kiểu thở này. Thì đây là cái tài liệu mà trường chúng ta đã chia sẻ với chủ biên là cô Nguyễn Thị Khánh Linh. Thì đây là cái phần mà em phụ trách. Thì nó sẽ rất đơn giản. Đầu tiên đó là thở chúm môi. Thở chúm môi này, cái quan trọng nhất của thở chúm môi này đó là nó giúp cho cái nhịp thở ra của chúng ta nó dài các anh chị. Thật ra cái thở chúm môi này là sẽ dành cho bệnh nhân COPD, nhưng ở bệnh nhân COVID thì tạm thời chúng ta cứ dùng nó. Thì giải thích nó và cái cơ chế phía sau nó là chúng ta thở ra càng dài thì khả năng thông khí ở phần xa chúng ta, đặc biệt là lưu lượng thở ra ở phần xa, nó sẽ tăng lên. Nên vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc thông khí ở phần xa, đặc biệt là những cái phần phế nang á, nó được cải thiện. Nên đó là cái mà tại sao chúng ta phải thở mí môi. Thì thở mí môi được thực hiện như sau, đó là đầu tiên là chúng ta sẽ hít vào bằng mũi. Sau đó chúng ta sẽ giữ lại từ 3 đến 5 giây.
tùy theo mỗi người ạ. Và sau khi giữ từ 3 5 giây xong, chúng ta sẽ chúm môi. Giống như là chúng ta đang hít sáo vậy, và chúng ta thổi ra. Thổi ra dài hơn và dài nhất có thể. À, các anh chị ha. Vậy thì cái bài tập này á, mình thấy thì nó dễ lắm, nhưng mà một số người lớn tuổi á, họ không có làm được. Thì một cái mẹo á, đó là em thường em lấy cái tờ giấy á, em để trước mặt người bệnh và em nói là họ thổi bay cái tờ giấy đó đi, họ mím môi lên thổi bay cái tờ giấy đó đi, thì bệnh nhân sẽ làm được. Hay như vậy, thở mím môi nó sẽ là hít vào bằng mũi trong khoảng 2 nhịp, giữ lại từ 3 đến 5 giây, sau đó thở ra dài, hơi dài, và với miệng đang chúm lại như là đang thổi sáo. Kiểu thở này sẽ giúp cho chúng ta làm tăng cái lưu lượng thở ra, tăng lưu lượng thở ra và giúp cho tăng thông khí cho phần xa. Em sẽ không nói sâu về cơ chế, nhưng chúng ta cứ nhớ như vậy là được. Rồi cái kiểu thở chúm môi này sẽ được kết hợp với 2 kiểu thở. Một đó là kiểu thở bụng và hai đó là kiểu thở ngực kết hợp tai. À, kiểu thở bụng thì chúng ta sẽ làm như sao chị? Các chị một các anh chị ngồi cũng được. Ở đây là người ta vẽ cái hình nằm, nhưng thật ra các anh chị ngồi cũng được. Một tay các chị đặt lên ngực, một tay các chị đặt lên bụng. Chúng ta cũng sẽ sử dụng kiểu thở chúm môi với kiểu thở này. Hít vào bằng mũi thì bụng chúng ta nó sẽ phải phình lên. Nè, tay phía dưới các anh chị, tay ngay bụng chúng ta nó sẽ phải phình lên. Sau đó các anh chị giữ lại từ 3 đến 5 giây, rồi chị chúm môi và thở ra để bụng nó xẹp xuống. Tại sao lại thở cái bụng này? Tại vì chúng ta biết rằng cơ hoành nó hoạt động là cái cơ hô hấp hoạt động quan trọng nhất trong cái hệ hô hấp cơ học của chúng ta. Vì vậy nếu như cơ hoành nó di chuyển nhiều á chị, thì cái nó di chuyển xuống mà nhiều á, cơ hoành đây ha, nó di chuyển xuống mà nhiều thì cái bụng chúng ta sẽ bị đẩy ra nhiều hơn. Và khi nó di chuyển xuống nhiều thì các chị cứ tưởng tượng là cái lồng ngực của chúng ta nó sẽ mở rộng ra nhiều hơn. Nó mở rộng ra nhiều hơn thì nó huy động thể tích tốt hơn. Và khi nó huy động thể tích tốt hơn thì nó sẽ giúp cho cái việc trao đổi oxy tốt hơn và tăng dung tích sống cho người bệnh. Nên cái kiểu thở này cũng rất rất đơn giản, một tay đặt ở bụng, một tay đặt ở ngực, hít vô, phình bụng lên, giữ lại từ khoảng từ 3 đến 5 giây, sau đó mím môi, thở ra dài và xẹp bụng xuống. Ở những ở các chị nữ á, tại vì này là về mặt sinh lý rồi, thì nữ sẽ khó thở bụng hơn là nam. Khó thở bụng hơn nam, nên đôi khi các chị hướng dẫn người bệnh á, các chị sẽ phải rất rất là kiên nhẫn để mà các chị có thể hướng dẫn được họ. Nhưng mà mình làm nhiều thì mình sẽ dễ thôi chị. Thì có cái mẹo đó là mình nếu mà bệnh nhân làm không được á, mình cứ đặt tay lên cái bụng của họ, mình kêu là phình bụng lên, rồi phình bụng lên, rồi thở ra, rồi phình bụng lên, phình bụng lên, phình bụng lên, rồi thở ra. Mình đừng có nói gì đến hít vào phình bụng lên hết, mình chỉ kêu phình bụng lên thở ra, rồi thả lỏng, rồi phình bụng lên thở ra, phình bụng lên thở ra. Thì sau khoảng 10 nhịp thì có thể là các anh chị sẽ hướng dẫn cái kiểu thở này được. Nghe thì nó rất là đơn giản, nhưng mà trên thực tế khi mà mình tập luyện nó thì có thể các anh chị sẽ thấy gặp khó khăn trong cái việc mà hướng dẫn cho người bệnh. Nhưng mà em nghĩ là các anh chị làm một thời gian thì chúng ta sẽ quen thôi. Rồi kiểu thở thứ hai thì đơn giản hơn, đó là chúng ta sẽ kết hợp kiểu thở chúm môi với thở ngực kết hợp tai. Chúng ta hít vô, chúng ta sẽ đưa tai cao lên, và nhớ là chúng ta phải mở rộng cái tai ra các anh chị, để nó làm căng cái lồng ngực chúng ta ra. Chúng ta hít vào, giữ lại từ 3 đến 5 giây, sau đó hạ tai xuống và thở ra, cũng là mím môi và thở ra. Như thì cái kiểu thở này các anh chị, nó cho thấy là nó sẽ có cái vai trò rất rất là quan trọng trong cái việc mà gia tăng cái mức độ di động lồng ngực của người bệnh. Và một số nghiên cứu thì họ cũng thấy rằng là cái mức độ di động lồng ngực ở bệnh nhân COVID đó, có vẻ như là giảm xuống nha, không rõ ràng lắm nhưng có vẻ như là giảm xuống, họ cần những nghiên cứu nhiều hơn. Thì đây là một cái bài tập mà để giúp mở rộng cái lồng ngực, và khi mà cái lồng ngực mình mở rộng ra thì đương nhiên là cái khả năng huy động thể tích phổi chúng ta nó sẽ được tăng lên. Thì đây là ba cái bài tập mà rất rất đơn giản mà em nghĩ là mọi người có thể áp dụng và mọi người có thể thực hiện, cũng như là hướng dẫn người bệnh của chúng ta thực hiện để mà gia tăng cái VC và giảm cái vấn đề về triệu chứng về khó thở của người bệnh. Cái quan trọng nhất như em đã nhấn mạnh rất là nhiều lần đó chị ha, đó là giữ hơi thở lại từ 3 đến 5 giây. Từ 3 đến 5 giây. Một số cái mà em không có nói đây, tại vì chúng ta phải cần cái dụng cụ và chúng ta cũng cần một số cái kỹ năng nhất định để chúng ta tập, đó là tập phế dung kế, rồi tập mạnh cơ hít vào. Và một cái mà rất hay được sử dụng ở bên châu Âu, người ta gọi là fan therapy, đó người ta cầm một cái quạt rất là nhỏ, người ta đặt ở phía trước mũi của người bệnh, vùng trước mặt người bệnh cách khoảng 15 cm, rồi người ta cho quạt đó chị, để người ta tăng thông khí ở cái vùng đó để cho người bệnh dễ chịu hơn và thoải mái hơn.
Tuy nhiên em nghĩ là cái này thì chúng ta làm được thì tốt, còn không làm được thì cũng không sao ạ. Ba cái bài tập thở mí môi, thở cơ hoành và thở ngực kết hợp tai hoàn toàn có thể giúp cho bệnh nhân hoặc là bản thân chúng ta tăng được cái VC. Rồi lát nữa em sẽ nói cái tập mạnh cơ hít vào này cho mọi người xem. Cái này là cái rất là quan trọng và có những cái chứng cứ rất là rõ ràng về cái việc tập mạnh cơ hít vào này rồi. Rồi gì thì gia tăng thể lực. Thì gia tăng thể lực thì chúng ta sẽ tập mạnh nhóm cơ hai đầu, ba đầu cánh tay, tứ đầu đùi, hamstring và ba đầu cẳng chân. Như vậy thì cái này thì nhìn thì nó phức tạp nhưng các chị cứ nhớ là một điều đó chị, đó là chúng ta cứ cho bệnh nhân cầm những cái vật nặng á, gập tay lên ha, hoặc là giơ lên đây, cầm những cái vật nặng khoảng từ nửa ký hoặc là một ký gì đó. Nếu như ở bệnh viện thu dung mà không có điều kiện thì chúng ta thể yêu cầu người ta cầm cái chai nước mà được đổ đầy nước chúng ta tập. Thì tại sao là phải tập những cái bài tập ở tay và ở chân? Thì người ta thấy là cái cơ tay cơ chân đó gì mà nó tốt á, nó mạnh á, thì giảm tỷ lệ, Hải em có nói giảm tỷ lệ tử vong và giảm cái tỷ lệ nhập viện luôn và giảm những cái tỷ lệ mà biến chứng không mong đợi của bệnh COVID. Vì vậy tập mạnh cơ là một trong những cái chuyện rất rất là quan trọng đối với những bệnh nhân này. Nên em sẽ hướng dẫn họ tập nhị đầu. Nhị đầu là mình gập tay, mình cầm một cái vật nặng đó mình gập tay lên. Tam đầu là mình cầm cái vật nặng đó mình giơ tay lên đây. Tứ đầu đùi là những cái bài tập chẳng hạn như là đứng lên, ngồi xuống ghế. Còn tam đầu cẳng chân là những cái bài tập mà các anh chị đứng nhón gót, các anh chị nhón gót, thì đó là những cái bài tập cực kỳ đơn giản, cực kỳ rẻ tiền, ai làm cũng được hết. Và sinh viên em mà làm bên đang hỗ trợ bên bệnh viện nhiệt đới thì các bạn nói là tập cái này xong thì bệnh nhân tăng thể lực và tốt hơn rất rất là nhiều. Nó có thể rất là đơn giản, nó có thể rất là bình thường nhưng nó rất có ích, nên em hy vọng là mọi người sẽ áp dụng nó cho bản thân mình và cho người bệnh của mình. Ở đây chỉ có một cái mà em phải lưu ý với mọi người, đó là nếu như mà bệnh nhân chúng ta có tiền sử tăng huyết áp thì người ta thấy rằng là những cái bài tập ở chi trên á, nó có nguy cơ nó làm tăng huyết áp nhiều hơn những bài tập chi dưới, nên đương nhiên là nó phải đánh giá nhiều cái nữa và em không có thời gian để em có thể chia sẻ tất cả với cái chuyện này với mọi người. Nhưng cái mọi người cứ nhớ rằng nếu như chúng ta có tiền sử tăng huyết áp, chúng ta không được tập mạnh quá mức cái những cái bài tập ở tay, mà chúng ta nên tập trung những bài tập ở chân, chẳng hạn như là đứng lên, ngồi xuống, đi bộ tại chỗ, hay là squat, hay là nhón gót, nhón gót, đi nhón gót chẳng hạn. Thì đó là những cái bài tập mà chúng ta có thể tập. Nên chị ha, thì chắc là anh Luân có gửi cho chị Đen và mọi người cái cuốn sổ tay chăm sóc sức khỏe COVID. Thì trong cái phần chương 2, chương 3 thì em quên rồi, nó là cái phần hoạt động và bài tập hoạt động và vận động và hô hấp, thì nó có mô tả em nghĩ là khá là chi tiết và rõ ràng mà mọi người có thể dùng. Rồi đối với cái thở máy thì sao, thì em xin phép qua cái này, tại vì chúng ta là bệnh viện dã chiến và bệnh viện thu dung thì có thể là chúng ta sẽ chưa có cần cái này đâu nhưng mà chúng ta nhớ một điều, đó là nếu như bệnh nhân mà phải đặt máy thở thì tỷ lệ tử vong rất là cao. Và họ có cái vấn đề nữa, đó là họ thường họ sẽ có cái yếu cơ rất là trầm trọng sau thở máy, yếu cơ rất là trầm trọng sau thở máy. Và người ta có những rất rất nhiều những cái nghiên cứu cho thấy rằng là nếu như chúng ta tập luyện những cái cơ hô hấp nha, hoặc là chúng ta tập những cái cơ tay và cơ chân, và chúng ta có khả năng tăng cái thể trạng chúng ta lên thì chúng ta sẽ giảm tỷ lệ đặt máy thở. Và thậm chí nếu như chúng ta phải đặt máy thở, chẳng may chúng ta bị đặt máy thở, thì cái khả năng mà cai máy thở chúng ta nó cũng tốt hơn, và cái khả năng quay trở lại cái hoạt động thường ngày chúng ta nó cũng trở nên tốt hơn. Nếu mà các chị nào ở trong ICU, các chị sẽ thấy là thường á, mà bệnh nhân mà gỡ máy thở họ cực kỳ yếu, họ cực kỳ yếu và họ phải nằm một chỗ. Và có một số cái người bệnh đó, rất là đáng tiếc là thường á, là họ qua cơn nguy biến thì họ được chuyển sang khỏi ICU và chúng ta không có quan sát xe đó. Thì thường thì vật lý trị liệu là cái người mà tiếp xúc sau nhiều hơn các anh chị, thì thường thường là nó rất rất tệ. Nên nếu như chúng ta tập mạnh thể chất, chúng ta tập mạnh cái cơ, chúng ta tập mạnh nhóm cơ hô hấp, thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân đặt nếu có sẽ hạn chế được đặt máy thở, và nếu đặt máy thở thì cũng cái kết quả, cái hậu quả nó cũng nhẹ nhàng hơn. Rồi như vậy thì sau cai máy thở và xuất viện thì có một cái vấn đề gì? Thì nó có hai cái vấn đề. Một là người ta ghi nhận rằng là
có khoảng 10% bệnh nhân sau COVID họ có một cái hội chứng gọi là hội chứng COVID kéo dài. Cái hội chứng COVID kéo dài này nó làm cho một cái người rất là trẻ tuổi và rất là bình thường, nó gì không có khả năng gắng sức, rất là mệt mỏi hay khó thở, cứ mà đi bộ chút xíu là người khó thở và rất là người ta gọi là mệt mỏi về mặt tâm trí, gì họ không thể tập trung được. Và 10% mình lấy ví dụ như là hiện tại là ở thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 100.000 ca, thì 10% nó là con số 10.000 người rồi đó chị, và nó rất rất là nhiều, nó rất rất là nhiều. Vậy thì sau khi ca máy thở và sau khi xuất viện thì vẫn có những cái vấn đề đó, vậy thì vật lý trị liệu làm được gì? Đó là những cái bài tập thở để giúp cho bệnh nhân, bài tập hô hấp để giúp cho bệnh nhân dễ chịu hơn. Nhưng mà em có hướng dẫn với mọi người đó là thở mí môi, thở cơ hoành và thở ngực kết hợp tai, hoặc là những cái bài tập rất đơn giản thôi, chẳng hạn như là đi bộ, tập tai, cơ nhị đầu, cơ tam đầu, cơ tứ đầu, đứng lên ngồi xuống chẳng hạn, đi bộ lại, thì tất cả những cái bài tập đó hoàn toàn có thể hỗ trợ người bệnh hồi phục lại. Và có một cái kỹ thuật rất rất là hiện tại đang khá là được ưu tiên, tại vì nó cho thấy rằng là những cái hiệu quả khá là nổi bật, đó là tập mạnh nhấn cơ hít vào. Thì cái hình chính xác là nó là cái dụng cụ này nè các anh chị. Thì cái dụng cụ này khá là mắc, nó khoảng 1 triệu mấy 2 triệu gì đó em quên rồi, khá là mắc. Và người ta sẽ cho bệnh nhân tập ngay trong lúc mà còn thở máy thở, còn đặt nội khí quản đây. Thì người ta thấy là bệnh nhân mà có hội chứng sau ca máy thở, hoặc có hội chứng COVID kéo dài, hoặc là có F0 mà nhẹ thôi, hoặc là thậm chí chưa có bị nhiễm luôn, thì nếu như tập cái này thì sẽ giảm những cái nguy cơ liên quan đến khó thở, giảm cái làm tăng gia tăng chất lượng cuộc sống, gia tăng khả năng gắng sức và gia tăng chức năng phổi. Thì đây là những cái nghiên cứu nó khá là rõ ràng RCT, tại vì nó mới đó các chị, nên nó chỉ mới có 1 đến 2 cái nghiên cứu, nhưng mà trước đây nó đã được áp dụng rồi. Và đối với bệnh nhân mà ICU hoặc là bệnh nhân mà người ta thấy là nếu mà tập cái này tốt thì vào ICU hậu quả nó cũng dễ chịu hơn. Thì đây là một cái phương pháp khá là đơn giản mà chúng ta có thể làm. Cái vấn đề chúng ta nó là chúng ta không có cái dụng cụ này thôi. Tuy nhiên thì em có nghĩ ra một cái cách mà đơn giản hơn và rẻ tiền hơn mà em sẽ dùng để em tập cho bệnh nhân của em. Thì chắc là anh Luân anh có gửi cái đường link đó cho mọi người rồi. Nếu như mà mọi người chưa xem thì em sẽ trình chiếu cho mọi người xem một cái video clip mà bộ môn có làm. Thì đây là cái đường link mà em nghĩ là em đã gửi cho anh Luân, và anh Luân chắc là anh Luân đã chuyển cho mọi người rồi. Thì ở đây nó sẽ có hướng dẫn mọi người cái cách mà chúng ta dùng một cái dụng cụ đơn giản rẻ tiền để thay thế cái dụng cụ hồi nãy. Thì tập cái này á, có rất là nhiều những cái chứng cứ cho thấy rằng là tập mạnh cơ hô hấp, hít vào, nó sẽ làm như hồi nãy em nói, nó có những cái lợi ích rất là quan trọng, và nó có thể ứng dụng cho cả những người chưa nhiễm, F0 đang tỉnh táo hoặc là triệu chứng nhẹ, hoặc là những người sau khi mà ca máy thở, hoặc là sau một cái cơn bạo bệnh bị nhiễm do COVID. Ở đây thì em sẽ chỉ trình chiếu cho mọi người, tại vì thời gian mình cũng không có nhiều à. Em sẽ trình chiếu cho mọi người cái cách mà chúng ta sẽ làm như thế nào rồi. Vậy thì chúng ta sẽ dùng một cái bình nước với dung tích là khoảng 100 ml. Xin lỗi mọi người, cho em hỏi là mình có nghe cái tiếng của cái âm thanh của cái video không Dạ không ạ, chắc là anh Minh phiên dịch thêm cái video ạ. ạ? Rồi. Vậy thì mình sẽ cần một cái bình nè. Cái bình này thì các anh chị có thể lấy bình nước suối của mình, rồi mình khoét một cái lỗ nhỏ ở đây à. Khoét một cái lỗ nhỏ ở ở đây khoảng 1 đến 2 cm thôi nha, để cho nó tạo ra một cái 1 đến 2 mm thôi.
xin lỗi, thì mẫu 2 mm cm to lắm ạ. Để mà mình tạo ra một cái độ thông với cái buồng này, thì cái bình này các anh chị nên chọn cái bình nào nó cứng lắm. Theo em thử các anh chị, thì cái bình Dasani của mình á, một số cái bình Dasani nó mỏng quá, nó mềm quá thì nó cũng không có tốt, nó cũng không có tốt, nên các chị nên chọn cái bình nào nó tương đối nó cứng chút xíu nha. Chúng ta sẽ khoét một cái lỗ nó từ 1 đến 2 mm này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ ngồi, chuẩn bị tư thế là ngồi thẳng lưng, không có nghiêng người về trước hay cũng không nghiêng người ra sau. Rồi tột tay chúng ta sẽ đặt ở bụng, dạo tay còn lại chúng ta sẽ cầm cái bình đó với cái miệng bình đó là hướng về cái miệng chúng ta. Rồi thực hiện kỹ thuật thì kỹ thuật cũng rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ hít thở thở ra chấm môi, thở ra dài như hít sáo thì như là thở mím mím môi mà nãy em có hướng dẫn các anh chị, kèm theo đó là cái bụng chúng ta nó sẽ xẹp xuống. Khi chúng ta thở ra thì bụng chúng ta xẹp xuống. Ngay sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái bình nước lên miệng, chúng ta ngậm chặt chặt vào, kín vào, không cho nó hở. Sau đó thì chúng ta sẽ hít vào anh chị, hít vào bằng miệng và phình bụng lên anh chị ha, hít vào bằng miệng và phình bụng lên. Thì khi chúng ta hít vào bằng miệng và phình bụng lên ấy, thì các anh chị ở trong đây thì nó tương đối là nó hơi nhanh, nhưng mà các anh chị làm đúng á, thì các anh chị sẽ phải hít vào dài và sâu, hít vào dài nhất và mạnh nhất có thể, hít vào dài nhất, mạnh nhất và phình bụng lên, dài nhất có thể. Sau đó là khi mà chúng ta hít vào rồi giữ hít vào liên tục rồi đó mà chúng ta không chịu được nữa thì chúng ta thả lỏng ra để cho cơ hơi thở chúng ta đi ra một cách nhẹ nhàng. Sau đó chúng ta hít thở 1 2 nhịp và lặp lại cái kỹ thuật này. Thì những cái lưu ý mà khi chúng ta tập luyện á thì đó là chúng ta đảm bảo là chúng ta không có nín thở. Chúng ta đảm bảo chúng ta không có nín thở. Thì khi mà chúng ta hít vào thì các anh chị sẽ thấy là cái bình chúng ta nó sẽ bị mớp lại. Thì để cái bình chúng ta nó phải liên tục mớp lại trong cái quá trình chúng ta hít vào thì đó là cái dấu hiệu cho thấy là các anh chị không có nín thở và cái lưu lượng hít vào các chị nó được đảm bảo liên tục, thì nó mới tập mạnh được cái nhóm cơ hô hấp này, nó mới tập mạnh được nhóm cơ hô hấp này. Thì ở đây các chị sẽ thấy rằng là đây, nếu như chúng ta thấy là trong cái quá trình chúng ta hít vào á thì cái bình nó sẽ mớp lại. Cái bạn này thì bạn đó làm hơi nhanh các chị, bạn đó làm hơi nhanh, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải hít vào và giữ lâu nhất và dài hơi nhất có thể. Thì trong cái video clip này em cũng có chia sẻ cho mọi người những cái ví dụ rồi. Các chị sẽ nhìn ở ở cái bụng của bạn, thở ra ha chị ha, thở ra dài xẹp bụng xuống. Hít vào, khi hít vào thì cái bụng nó sẽ phình lên này. Ở đây thì mình không có thấy được. Rồi như vậy thì cái tần suất và mức độ tập luyện á thì chúng ta phải hít vào gắng sức ở mức nhiều nhất có thể. Và hít vào thời gian dài nhất và chúng ta nhớ là phải hít liên tục. Thì tần suất tập luyện là khoảng từ 5 đến 10 phút một lần. Một ngày thì chúng ta tập 2 lần. Chúng ta nên tập 5 ngày một tuần và duy trì trong ít nhất 2 tuần. Thì một cái nghiên cứu với cái phác đồ như vậy á thì nó cho thấy rằng là nó làm giảm khó thở ở bệnh nhân rất là nhiều và nó tăng cái khả năng gắng sức của người bệnh rất rất là tốt và nó tăng luôn cả cái chức năng hô hấp của người bệnh nữa. Rồi chúng ta sẽ tập luyện khi chúng ta khó thở hoặc là chóng mặt. Rồi thì thật ra cái phương pháp này các anh chị thì là một cái phương pháp em nghĩ ra bởi vì chúng ta không có tìm được cái dụng cụ như em mô tả ở đây. Chúng ta hiện tại không có tìm được cái dụng cụ này nên đó là nên em nghĩ ra cái cách này để cho tất cả mọi người có thể dùng một cái dụng cụ đơn giản để tập mạnh những cái hít vào này. Điện Nếu thoại mọi người tác giả muốn nói xem, gì nếu mọi người muốn xem cái bài viết về những cái chứng cứ y khoa thì nó có ở trên cái trang web của bộ môn kỹ thuật phòng chức năng. Nếu mà cần thì chắc là em sẽ nhờ cô Vân hoặc là anh Luân chuyển cho mọi người để mọi người đọc. Rồi thì đó là cái phần trình bày của em. Không biết là mọi người có câu hỏi gì không ạ? Xin cảm ơn nha. Minh nghe rõ không Minh? Em nghe rõ. Xin cảm ơn cái bài trình bày của Minh. Cái này hiện tại bây giờ nó cũng đang rất là coi như là cũng chủ đề hot đó.
là tại vì hiện tại bây giờ thì cô các anh chị em cũng biết mà, COVID bây giờ nó mình chưa có thuốc điều trị, chủ yếu là mình điều trị triệu chứng thôi. Thành ra do đó mình có thêm được một cái phương tiện mà để nó hỗ trợ cái chuyện hô hấp cho người bệnh đó, thì thật sự là rất là tốt. Thành ra do đó bây giờ trong cái điều kiện mà bây giờ viện của mình đó sắp tới sẽ đảm nhận một cái đơn vị thu dung ở quận 10, và tuy nhiên thì với cái điều kiện nhân sự đó, thì khả năng mà để gọi là điều dưỡng đến mà cầm tay chỉ việc cho người bệnh đó, thì chắc cái điều đó không thể rồi. Tại vì mình nội mình lo mình chăm sóc mình theo dõi không thôi, mình còn sợ không đủ người đây. Thành ra do đó mà để mà gọi là đến mà chỉ thì có vẻ là không có khả thi. Thành ra bây giờ anh muốn nhờ bên chỗ của mình đó, mình có thể soạn ra thứ nhất là cái brochure ba cái bài tập mà gọi là hồi nãy em chiếu đó, là mình soạn thành một cái hình ảnh brochure sau đó để mình chỉ cho người mình có thể làm được, nhìn theo đó để tự làm được. Đó là việc thứ nhất. Thì thứ hai là chắc xin cái đoạn video clip của em á, thì khi đến đó thì mình có thể mình chia cho các phòng người bệnh đó, xong rồi các người bệnh người ta có thể trong thời gian người ta nằm người ta chờ theo dõi đó, người ta nhìn cái đó người ta có thể tập bằng cái chai nước suối này nọ, thì nó cũng là có thể nó cũng hỗ trợ. Thì anh nghĩ chỉ có cách đó thì nó mới giúp được, thì trong nó cũng hỗ trợ, anh nghĩ nó hỗ trợ được phần nào trong cái chuyện điều trị thì cũng là cái điều tốt thôi. Thành ra do đó không biết là bên chỗ của mình có làm được cái chuyện không, cái video clip thì có sẵn rồi đó. Nhưng mà cái chuyện cái brochure đó thì em có thể soạn thiết kế giùm anh được không? Sao anh nhờ bên chỗ bên bệnh viện họ in ra để họ phát cho các người bệnh. Dạ. Được không anh? Dạ. À, dạ. Thì cái này thì cô Vân và anh Luân có nói em rồi anh Trung. Thì cái video clip này anh Luân chắc là anh Luân sẽ đã chuyển hay sẽ chuyển gì cho chị Đan. Rồi, ok. À, dạ rồi. Cái brochure thì hiện tại là bộ môn em là cô Vân với em cũng có làm việc với chị Linh để mình ra cái cuốn sổ tay chăm sóc cho bệnh nhân COVID. Thì hiện tại nó đã được publish, đã được chia sẻ. Thì em và mọi người cũng có, thì trong cái cuốn sổ tay đó thì chúng ta cũng sẽ có hai cái phần brochure là liên quan đến vận động và liên quan đến tập hô hấp. Nhiều có chia sẻ thì chắc là sẽ nhìn và làm được. Em sẽ anh Luân cũng chắc là cô Vân và anh Luân cũng sẽ gửi cho bên bệnh viện để các anh chị chia sẻ nó cho bệnh nhân. Dạ, rồi về những cái video clip mà đơn giản mà tập hô hấp hoặc là tập vận động mà mình chia sẻ luôn cho bệnh nhân để bệnh nhân xem, để bệnh nhân làm theo, thì hiện tại thì cô Vân cũng đang chỉ đạo cho các bạn sinh viên và cho em nữa là một số cái video ngắn, và hiện tại thì đang làm thôi, đang quay và đang làm. Nếu mà nó xong thì em cũng sẽ, cô Vân cũng sẽ, chắc là và anh Luân cũng sẽ chuyển cho mọi người để mọi người có thể dễ dàng hơn cho cái việc mà chăm sóc hoặc là cho bệnh nhân tự chăm sóc rồi. À rồi, ok, mình cảm ơn nha. Dạ. Yeah. Các anh chị khác có câu hỏi nào không ạ? Nếu các anh chị khác không có câu hỏi nào thì cái buổi tập huấn hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mình đã tham gia trình bày cái chuyên đề này rất là hay. Xin cảm ơn. Dạ, rồi em xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người hoàn thành thật tốt công việc của mình và luôn luôn mạnh khỏe để sau dịch mình gặp lại nhau. Dạ, rồi em cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn. Cảm ơn mình. Dạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn mình. Dạ, em cảm ơn mọi người.